Mời cả nhà ăn mì gói. Hôm nay ta lại quay lại chương trình mì gói rồi. Phải nói chuyện với cả nhà khi ăn nè. Hôm nay là khác khác mọi lúc là im im ăn không nha. Hôm nay nói đi, thử thách. Vừa ăn mì gói vừa hát đi hả? Tóm lại bài nào? Chưa muốn yêu cái bài ít người nghe. Nên thôi mọi người. Nhưng mà đây là mình chơi trò chơi thử thách nha. Bên Thái là đang ăn người ta hát cũng không nên. Ở Việt Nam mình nhiều người nhà cũng không nói đang ăn người ta hát. Hát nè ta, hát sao ăn ta. Vội vàng chỉ cô bé ta mới vừa quen nhau đấy, cứ bên nhau dòng chơi và đùa vui cùng gió. Vừa hát vừa ăn sao được ta, đúng là thử thách mà. Bài này khó hát lắm á, tại vừa ăn vừa hát mà là cái nhạc cái chữ nó chạy nhanh lắm mọi người. Đừng nói yêu anh trong một giây phút khi ta mới vừa quen biết. Và lúc đó anh chắc sẽ giấu mình chạy trốn em đấy mà. Thì hãy cô bé đừng gắng kiếm tìm. Khỏi cần hát, chắc là không sao. Chỉ có cái nhạc thôi thì không sao. Chị Hiền Thục hát trước là sao á? Tiếng bên thành phố trong sợi tí. Chị Hiền Thục hát là phải điều nha. Trời, chị Hiền Thục sẽ chửi mình đó. Không, chị Hiền Thục thích lắm. Chị Hiền Thục thích người khác mà chị Hiền Thục điều gì đẹp không có chửi đâu. Tình như thế gọi là gì? Ta ta không ngăn được ý chí. Chị Hiền Thục đã không do bóng hình tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Dì vàng đã gắn qua một bên. Thế nhưng có ai ngờ lời đó nhân thế ai. Cái bệnh nó cũng bự nhưng mà nó bự. Cái mì này ngon nè nhưng mà rẻ, không có mắc, rẻ hơn là hủ tiếu ngoài đường. Thank you.
hết rồi. Vậy là còn nửa mai còn lại hát được nè. Hát này không có micro dở, mọi người ráng nghe nha. Bài này là bài em á mọi người. Xóa hết bao nhiêu nỗi niềm, xóa hết bao nhiêu buồn tim đêm quạnh hiu, dường như chỉ còn anh. Xóa hết trong anh từng lời nói, từng khoảnh khắc. Ôm em trong tay mà sao vẫn giá lạnh. Em vội đi chỉ vì tình yêu anh trao, không thể hơn những gì em đã ước mơ. Chẳng lẽ em không thể nhìn vào đôi mắt này để biết anh yêu em nhiều lắm. Biết anh không thể, biết anh vẫn còn, còn yêu anh như tình yêu lúc xưa em đã đến. Đêm thật dài lắng nghe bao nỗi nhớ vơi đầy. Phải làm sao khi tình yêu mình còn đắm sâu? Hãy tôi yên lặng, hãy cho anh được được ôm em trong bao ấm áp khi đêm về. Hãy trở về và ta sẽ mãi bên nhau. Không được rồi, hát không nổi. Tại vì hôm qua tiếp tục chương trình say, cho nên là hôm nay giọng không có sức để hát. Và hôm nay là Huy cũng cố gắng, mặc dù không có sức để hát nhưng mà vẫn ăn mì và làm YouTube, và cũng cố gắng hát và phát hiện ra mình hát không nổi nữa rồi. Và xin quý vị hãy lượng thứ bỏ qua cho cái clip này để mà nghe dở quá. Và Huy vẫn chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người một ngày an bình, an khang, sức khỏe dồi dào. Chào tạm biệt.